Bạn ơi, ba thằng cứt thối, em nó vào nó ngoại là không dậy hả? Chị Phèo ơi. Úi giời, chồng hai anh chán đời. Ba thằng cứt thối. Dậy đi, dậy đi. Chị Phèo gọi các anh dậy đi. Đâu em? Mam. Rồi thôi đi dạy đi. Đến Kiệt. Tuấn Kiệt. Đấy, Chí Phèo nó gọi kìa. Ôi giời. Thôi dạy đi, Kiệt sĩ. Chú Phèo ơi. Làm gì đây? Ơi, anh Liên Kiệt trong chán đời. Ơi, chú Phèo đánh tôi. Ba thằng kết thối nhà Cương Hải Phòng. Trực. Úi ơi, rảnh. Úi. Thôi không chơi em nữa, em nó cười đau bụng ấy. Yeah.